Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Dần. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng cũng như quý liên hữu đang online trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi đọc văn sao, con xin phép được thông báo. Hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn bùng phát, lây lan khắp nơi, càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày ở nước Việt Nam có hơn 150.000 ca nhiễm mới, nên sư phụ trích tiền quỹ của chùa phóng sanh liên tục một tháng mỗi ngày 10 triệu. Sau đó vẫn tiếp tục phóng sanh mỗi ngày 5 triệu để hồi hướng cho thiên tai dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Một số quý Phật tử hay tin được nên vô cùng hoan hỷ, cũng hưởng ứng đóng góp vào. Mỗi ngày tại Viện Chiên Tu sẽ phóng sanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng. Riêng Chủ nhật và các ngày lễ lớn như là lễ vía, lễ Phật đản v.v. thì sẽ có đọc văn sao và phóng sanh vào lúc 10 giờ 30 phút sáng. Xin trân trọng thông báo cho quý Phật tử biết giờ đón xem trực tiếp để tùy hỷ công đức phóng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Pháp môn niệm Phật cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không, thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cụ giới, chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tịnh bất đồng cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể trọn chẳng biến đổi gì nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp, cố nhiên có nói trọn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân Pháp giới, vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm các ông tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đã chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, như tò vò chút loài sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân mới liệu thoát sanh tử. Còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực, hai thứ đều đầy đủ. Vì thế người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân, người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Câu chuyện Ngô Mao vãng sanh cực lạc quay lại thăm chủ, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Ngô Mao sống vào đời Thanh, là gia nhân của Ngô Lục Phòng ở huyện Thanh Dương. Ông là người trì giới, thường làm việc thiện, chuyên tâm niệm Phật không ngừng. Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị,
gặp lúc quân họ Tả vượt sông, cả nhà Ngô Lục Phòng đều đưa nhau chạy lánh nạn, chỉ để một mình Ngô Mao ở lại giữ nhà thay cho chủ. Khi quân giặc vào làng, ông bị đâm 7 nhát giáo mà chết. Một lát sau, có người em của ông vừa đến. Ông chợt tỉnh lại nói với em rằng, anh có nghiệp ác đời trước, lẽ ra phải đọa làm thân lợn qua 7 kiếp. Nhưng nhờ công đức trì trai giữ giới, nên chịu 7 nhát giáo này để giải trừ oan nghiệp trước kia. Từ đây được sinh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Về sau, người chủ cũ của ông là Ngô Lục Phòng có lần tình cờ nhìn thấy trên không có một vị thần cờ phướng trước sau hết sức tôn nghiêm, bảo Ngô Lục Phòng rằng, tôi là Ngô Mao ngày trước, hôm nay có việc đến cõi trời, đi ngang qua đây. Nói xong không nhìn thấy nữa. Ngô Lục Phòng liền vẽ lại hình tượng Ngô Mao để kính lễ. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kiếp vận hiện thời có trốn cũng trốn không được, có đề phòng cũng chẳng thể đề phòng được, chỉ có cậy vào lòng từ của Phật chắc sẽ được che chở trong cơn nguy hiểm nhỏ. Nếu đại hiểm họa xảy đến, có lẽ mọi người sẽ đều cùng chết sạch. Tuy người niệm Phật chẳng thể riêng một mình thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi cái chết, nhưng chết rồi sẽ đi về đâu, mỗi người một khác. Người niệm Phật sẽ nhờ vào Phật lực sanh về Tây Phương, dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương, cũng sanh trong đường lành, trọn chẳng cùng đọa trong ác đạo như người không niệm Phật, chẳng thể không biết đến ý này. Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm chí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ, cứu nạn của Quán Âm Đại Sĩ. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn, họa hoạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Câu chuyện cảm ứng do Ấn Tống Kinh Phổ Môn và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm trích trong Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Quan thị ngự Châu Hòa Khanh ở tỉnh Sơn Đông, tuổi trên 40 mới có được 2 đứa con trai. 2 đứa bé ấy đều thông minh đỉnh ngộ, tâm tánh lại hiền hậu, không giống những trẻ con đồng trang lứa khác. Nhưng thật bất hạnh, một độ nọ thì cả 2 lại mắc chứng bệnh đậu mùa nguy hiểm, càng ngày càng nặng khó bề qua khỏi. Vợ chồng Quan Thị Ngự rất đau buồn, ngày đêm quên ăn bỏ ngủ, luôn ngước mặt lên trời, khóc than bi thảm và quyết lòng chết theo 2 đứa trẻ nếu chúng không thể bình phục được. Vào một đêm, 2 vợ chồng ông nằm mộng, thấy một tăng nhân đến bảo 2 ông bà rằng, ta thấy nhà ngươi làm việc không phù hợp nên không có kết quả, nên đến đây khuyên bảo. Các ngươi không nghe người ta bảo con người có thể làm thay đổi thiên ý hay sao? Chỉ có cách làm phước thiện mới mong cải số. Tuy nhiên muốn làm phước thiện, phải biết cách mới đạt được ý nguyện. Nếu các ngươi Ấn Tống Kinh Phổ Môn, thì 2 đứa trẻ có thể hết bệnh. Sáng hôm sau, 2 ông bà nhớ lời dạy của tăng nhân dạy, nên phát thệ nguyện gột rửa những điều xấu xa trong nội tâm và từ bỏ lỗi xưa. Cả 2 đều gắng sức thực hành thiện sự y theo lời dạy của tăng nhân trong mộng Ấn Tống Kinh Phổ Môn. Quả nhiên bệnh tình của 2 đứa con đều khỏi hẳn. Từ đấy 2 ông bà Quan Thị Ngự đối với Phật Pháp càng sanh lòng tín tâm sâu nặng. Trong nhà thờ Quán Thế Âm Đại Sĩ rất trang nghiêm, hằng ngày đều đến lễ bái cúng dường và tụng kinh Phổ Môn thật tinh tấn. Sau đó 2 vợ chồng ông lại tiếp tục Ấn Tống Kinh nhiều hơn để phổ biến khắp nơi. 2 đứa trẻ lớn lên đều mạnh khỏe và học hành tấn pháp. Về sau cả 2 đều đậu cao và ra làm quan vinh hiển. Số 3. Tổ sư Ấn Quang khai thị về phóng sanh. Phàm những loài có huyết khí đều có tri giác. Đã có tri giác, ắt tham sống sợ chết.
hướng lành lánh dữ, chim, thú, côn trùng, rận, rệp, không loài nào chẳng như vậy. Nếu coi thường bắt giết, thì tuy sức chúng nó chẳng thể chống lại, đành không biết làm sao được, nhưng tâm chúng nó thù hận quả thật, chẳng ngôn ngữ văn tự nào có thể hình dung được. Nếu chúng sắp bị giết, mà có người mua đem thả, khiến cho chúng nó được sống, tâm chúng nó cảm kích cũng lại chẳng thể hình dung được. Dẫu cho chúng nó hiện thời chẳng có sức báo ân, báo oán, nhưng cái duyên thiện ác đã kết, thì hoặc là trong đời này, hoặc trong tương lai, ắt sẽ có sự báo ứng chẳng ngờ được. Dẫu chúng nó chẳng thể báo đền ngay lập tức, nhưng thường hành phóng sanh hay thường hành sát sanh, thì thiên địa quỷ thần đều thường soi xét để giáng phước hay giáng họa, chớ coi thường, nghĩ chúng nó yếu ớt rồi khinh khi. Người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm, chẳng biết những tai ương thê thảm như đào binh, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, vân vân, phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Nếu ý niệm từ bi thật sự tinh thuần, dù ở trong cùng một thời kiếp này, nhưng mỗi người, mỗi thọ quả báo khác biệt. Câu chuyện sát sanh chết thảm vì binh đao, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào đời vua Tống Huy Tông, giặc ngoại xâm từ phương Bắc thường đánh vào Trung Nguyên, đi đến đâu cũng đốt phá, giết hại dân thường. Tuy nhiên chỉ thấy riêng một trấn An Dương là bị giết hại tàn phá thê thảm nhất. Về sau có một vị tăng tu tập định lực cao thâm, có thể quán chiếu rõ biết nguyên nhân sự việc, dân chúng nhiều người thưa thỉnh, vị ấy liền nhập định quán chiếu rồi nói: dân vùng ấy trước đây tạo nghiệp sát sanh rất nặng, nên nay chiêu cảm nghiệp báo phải bị giết hại thê thảm cũng chính tại nơi ấy. Nhưng nghiệp báo đến nay chưa dứt, e rằng toàn dân vùng ấy vẫn còn chưa được an ổn. Sau đó liên tiếp nhiều năm binh lửa, người dân vùng ấy nhiều lần bị thảm sát, quả nhiên cuối cùng không một ai sống sót. Lời bàn: người đời thấy kẻ chài lưới bắt được con cá to thì vỗ tay tán thưởng, đâu biết rằng đang kết thêm một mối oán cừu. Nhìn thấy con vật bị bắt mà khởi lòng thương xót, lập tức tìm cách giải cứu, e rằng vẫn còn không kịp, huống chi lại còn tán thưởng ưa thích. Tán thưởng việc ấy là ngợi khen sự giết hại, ưa thích việc ấy là vui mừng với sự giết hại. Dùng trí tuệ mà quán xét thì đó đều là những hạt giống gây nạn binh đao về sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ làm lễ phóng sanh, con xin cung thỉnh đại chúng cùng chắp tay đi làm lễ phóng sanh. Giới hương, định hương, giữ hồi hương, giải thoát chiến hương, bông minh văn đài, biển pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền, đã mua hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thì đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh, tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ bọn thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thất, may thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp. Và giờ đây các vị nên phát tâm quy y tam bảo và sám hối nghiệp chướng, và phát tâm niệm Nam mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức hương duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thủy, biến xá tam thiên, tánh không bất đức, lợi dưỡng thiên, pháp giới, vạn tế nhiên, diệt tội, thiếu kiên, hoa diệm, hóa hồng, liễn, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát. Phù thử thủy dạ, bắt công đức thủy tại thiện chương, tiên tị chúng sanh, nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô, hoa tàn giới, cả chung vô số, bất siêu luân, thủy bất tỷ thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhâm trần, phản tất tự kỷ. Nguyên trừ nơi ngoài, đến đàn tràng, sẽ khu bục nhi tác dương sơn, cứ ước mai nhi thành tịnh độ, xử vị đạo nơi ngoài, chúng gian vô trực huế, tánh phẩm vô hiện, tổng thanh lương, Bồ Tát địa đầu, cam lộ thủy, năng linh nhất đích, biến thập vương, tinh chuyên, câu ế tận tiêu trừ, phổ sáu chương tất thanh tịnh.
Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh, hướng tâm về Tam Bảo, được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp, tinh sâu cùng nguyện thiên, chuyển niệm Phật Di Đà. Chứng được người bất thôi để đo từng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng, các người chức lòng chân tục lắm, đến đời này chìm trong sông mê, gây bao tội ác lại về mang thân, sống đời đầy chớ thường đau khổ, lòng về sừng cơ đỡ đường đâu, dù là về chức lần sau, lưới về tên bắn bốc cô thả mồi, ta cầm bất cùng hối vô đồng, mà lúc đó dù khi khóc ai thương, hồn còn vàng bóng nâu ra sông nồi. Mấy sau giờ các vị thiện nhân, cứu cho người được thoát thân, đến đây lại đừng nhờ ứng phép mộ, về người kịp hồi đạo quy phần, sống dốc lòng quy pháp vi tăng, hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo, bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si. Hôm nay phát tâm xin sám hối, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phần lượng tu trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp đi dục trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phật con đồ địa ngục, hôm nay các vị quy pháp con đồ ngàn quỷ, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng không đồ bằng sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tháng Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thế Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lấy A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, còn nơi xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ Đà Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Vương Dài Hồi Hướng. Tôn Phật Vô Lượng Quang Phật Sơn, nguyện tiêu tam chương chữ phiền não, và nguyện đắc chiến hội chân minh liều, phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiên phật ngộ vô sanh. Nguyện di thừa công đức phổ cầm mưa chứng thiết, cả đại dư chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, liên tòa tăng đại chứng minh phụng nguyện
Thượng chúng Phật như tăng vi pháp luôn, thượng chúng phong điều vua thượng quân thời dân an, thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng chân nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà trên đền bốn hương đằng dưới khu khổ ba đường, những người thấy nghe đường địa pháp tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu ban cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới, và cầu ban cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh cùng chư vị đấng dân sơ kỳ án nơi đây cùng hồi hướng cho đại chúng đại viện chân tu và tinh thức quan thế âm thân tâm ơn là từng bệnh tiêu trừ các lành tăng trưởng phúc huệ sống tu tự dẫn giác tha dân hành viên bằng. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng kỳ siêu cho tất cả chúng sinh đại chính vì dịch bệnh corona trên toàn thế giới, cùng cầu siêu của ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh hưởng thọ 82 tuổi, Sa Di Ni Liên Phương thế danh Nguyễn Thị ngày hưởng thọ 83 tuổi, Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An hưởng thọ 95 tuổi, cùng cầu siêu cho vị hướng linh cứu huyền đã tọa thập nhị lợi cứu hồn ở quỷ hạ xá hữu vị vô danh hữu danh vô vi, và chư vị hướng linh thai nhi cùng chư vị hướng linh có duyên với chúng con và các vị ổn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cối hằng vô tình hoặc suốt người sức hại, hôm nay chúng con đem tất cả công đức vốn sinh này hồi hướng chủ vị sớm bản sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Phổ nguyện ân sư dương dược phù mẫu sinh thành đặng nai tính thí tăng kích phước điện ẩm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tịnh giữ vô tình đồng sanh cực lạc, đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy phần xin an viên chúng sanh phán lòng vô thường từng quy pháp, xin an viên chúng sanh thô rô kinh tạng chí huệ như biển từng quy tăng thống ly đại chúng tất cả không ngại, quyền đêm công đưa này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.